Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày gần đây, trên địa bàn huyện Tân Lạc xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu, vật nuôi và các công trình giao thông. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc, tính đến thời điểm 12 giờ trưa ngày 16 tháng 7 năm 2024, mưa lớn đã làm ngập úng và hư hại trên 160 hectare lúa và các loại cây trồng của bà con. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngầm tràn, bị ngập nước. Cụ thể, ngầm tràn xóm Vừa Sống xã Ngọc Mỹ, ngầm xóm Bin xã Tử Nê, ngầm Úi xã Lỗ Sơn, ngầm xóm Đon xã Mỹ Hòa, ngầm Lồ xã Phong Phú, ngầm xóm Bào 1 và ngầm 2 xóm Nhót xã Thanh Hối bị ngập sâu, không thể đi lại được. Đường bê tông xóm Cá xã Quyết Chiến bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Một hộ gia đình ở xóm Biện xã Quyết Chiến bị sạt lở vào chuồng vật nuôi, làm chết 3 con lợn và hơn 30 con gia cầm. Ngoài ra, mưa lớn đã làm 11 hồ đập nước vượt đường tràn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, mưa lớn sẽ còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ngoài Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên địa bàn, chủ động các phương án ứng phó, kịp thời cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ, nhất là ở những địa bàn xung yếu, kịp thời cảnh báo và triển khai các phương án phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do mưa bão gây ra.